Hello, xin chào toàn thể các bác nha. Trong buổi chiều tối ngày hôm nay thì em đang đột nhập, nói chung là có mặt thôi, nói đột nhập chừng nghiêm trọng quá. Hiện tại đây trước mặt các bác đây là một quả xúc bát hay 5 thì vậy, hay là 26 hay 7 gì đấy. Tức là con này là 10 inch, còn 25 thường thường là 9 inch, con này là tận 10 inch cơ. Bát 25 là 9 inch, con này là 25 cộng. Không biết là chính xác là khoảng tầm bao nhiêu, nhưng con này là 25 cộng, là 10 inch. Và từ đây em đo bằng găng tay, nó khoảng tầm là từ 19. Và côn con này không nhầm thì nó hình như là nó khoảng tầm 76 hay là 78 hay là 80, không chắc chắn lắm. Là nhìn cái này loa mà bé bằng côn nhìn trông nó to vất vã này này. Đấy, côn nó to một cách vất vã. Và đây là cái màng loa này. Đấy, úi dồi ôi, cái loại màng loa đấy. Nó như này cơ mà loại này đánh súp thì thôi rồi, tổ quốc ta ơi. Đấy, loại súp 30 mà hàng gióng em đố lại được luôn. Đấy, và thùng của con này thì thiết kế nó giống dạng cái kiểu thùng loa full ram đấy, và lỗ thoát hơi nằm trên nóc đấy. Và loa này là của hãng CB Acoustic, và về là không biết là chả may nhỡ tay cố ý hay là nguyên cớ làm sao ấy, là tức là về đến Việt Nam là không còn cái tem rồi, nhưng mà tí nữa em sẽ quay cho các bác xem cái tem đằng sau đấy. CB Acoustic đấy, con này thì đánh súp thì thôi không kể nữa đấy. Con này công suất thì em ước chừng thôi, nếu mà đánh súp con này nó khoảng tầm là 600W. Đấy, 600W tức là các bác dùng đẩy tầm 500-600W là đánh căng con này. Đánh đảm bảo là hàng xóm sân chơi, yên tâm đi. Đánh đảm bảo hàng xóm sân chơi. Và đây, quay cho các bác bên trong thùng nha. Thùng đây là sử dụng. Ô, các bác thấy gì chưa? BMB của Nhật nó cũng dùng bông này. Đấy, và đây là bông nỉ tiêu âm. Đấy, đây bên trong thùng như này thôi. Có một ổ cọc này. Đấy, súp, ô con súp này cũng có ổ cọc hay nhỉ. Súp loại này thì các bác có thể đặt ngửa hoặc đặt úp, đặt ngược hoặc đặt xuôi. Tức là các bác mà dùng ở trong gia đình thì các bác có thể đặt lỗ thoát hơi xuống dưới hoặc lỗ thoát hơi lên trên. Đấy. Thì ví dụ con này là đặt lỗ thoát hơi xuống dưới thì các bác cắm chân cọc vào lỗ cọc trên đây này. Đấy. Sau đó thì cọc lên trên cái loa full. Đấy. Tức là bát 30 thì dùng quả súp này, con này là khoảng tầm gần 30. Đấy, nhiều các bác vui tính thì cứ nói con này là súp 30, nhưng con này là súp là nó đây, đấy, nó khoảng tầm là 25 có cộng. Đấy, nhìn gần của nó to chả bác được. Đây đây thì bên em đang bán với mức giá là 4.500.000 một đôi đấy, và về có 4 quả thôi. Và như các bác mua nẻ có một chiếc thì là vào 2.500.000 đồng và bao ship, giá trên đã bao gồm bao ship đấy, giá rất là thôi không kể nữa, quá tốt rồi. Đây con lưới này, em sẽ đậy lưới nữa vào cho các bác xem nhé, và tí nữa sẽ quay cho các bác xem cái mặt sau của cái chiếc loa Mega Súp sử dụng từ 19 côn 76 này. Đấy, trông khá đẹp. Bây giờ sẽ quay cho các bác xem mặt sau. Con này công suất tối đa nó khoảng tầm 600W tối đa nhá. Còn trung bình thì khó nói lắm. Rồi, bây giờ sẽ quay cho các bác xem mặt sau này. Đây là cái mặt sau của chiếc Mega Súp. Đấy. Các bác có thể thấy luôn cả thông số kỹ thuật này. Đấy, của thương hiệu nào có hết tại đây nhá. Acoustic C5210S. Đấy, thì con này là bát là 10 inch mà. Đấy. Đúng không ạ? Con này sử dụng jack cắm là spec công. Đấy, cộng 1:1 câu xuống bát. Đấy, và nó còn hỗ trợ thêm cả cái ốc để treo ngang này này. Này cái này mà các bác mà kết cùng với mấy quả loa tay. Loa tay nó nhỏ bé thì chắc là hơi chất luôn nhỉ. Một phòng chỉ cần hai quả súp này thôi. Hai quả súp này thôi là đánh tức bừng con đũa. Cái loại này mà so với súp 30 hàng giống thì chấp hơn nhiều nhé. Đánh còn hơn cả 30 hàng giống hàng cao cấp. Đánh nếu mà câu vừa đẩy mà công suất khỏe là đánh như là súp 30 luôn. Đánh như súp hơi 30 luôn. Đánh rất nực và mạnh. Rồi, ok. Hẹn các bác trong những video clip lần sau nhé. Đây là hàng vãi về, nó xuất sắc này thôi. Khi đến tay các bác thì nó như người mẫu ấy. Người mẫu nhưng mà da đen.